Đại diện phòng y tế thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện đang làm việc với trường tiểu học Nguyễn Hiền, phường An Phú, thành phố Thủ Đức cùng các cơ quan chức năng liên quan để làm rõ vụ hàng loạt học sinh xuất hiện triệu chứng bất thường về sức khỏe. Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 15 tháng 1, một số em học sinh của trường có dấu hiệu đau bụng, sốt, nôn ói. Sau khi phát hiện nhiều cha mẹ lo trẻ ngộ độc thực phẩm, đã nhanh chóng thông báo cho giáo viên chủ nhiệm cũng như thông tin trong các nhóm liên lạc phụ huynh. Đến sáng ngày 16 tháng 1, trường Nguyễn Hiền ghi nhận khoảng 70 trẻ nghỉ học, trong đó có 24 học sinh được phụ huynh thông báo bị sốt, đau bụng. Theo cập nhật của nhà trường, các trẻ xin nghỉ có từ khối lớp 1 đến khối lớp 5, lớp ít nhất có một trường hợp, lớp nhiều có 10 trường hợp. Sau khi nắm được thông tin về sự việc, phòng y tế thành phố Thủ Đức cùng lãnh đạo nhà trường, hội cha mẹ học sinh cùng các cơ quan chức năng liên quan đã tiến hành điều tra nguyên nhân. Theo đại diện của phòng y tế thành phố Thủ Đức, triệu chứng đau bụng và sốt có thể trùng lặp với nhiều bệnh. Ngoài ra các trường hợp nói trên không phân bổ đều ở các lớp, nhiều lớp không có trẻ nào gặp bất thường nên chưa đủ cơ sở nghi ngờ là ngộ độc thực phẩm. Dù vậy, cơ quan quản lý y tế đã lấy mẫu thực phẩm lưu ở trường để tiến hành xét nghiệm. Ba đại diện cha mẹ học sinh trường Nguyễn Hiền cũng đã phối hợp với lãnh đạo nhà trường làm việc cùng công an thành phố Thủ Đức, các cơ quan chức năng phường An Phú và thành phố Thủ Đức. Đồng thời đề nghị các phụ huynh tiếp tục theo dõi và báo tình hình sức khỏe của trẻ để trường tiếp tục theo dõi tình hình sức khỏe của học sinh. Ngoài ra như lưu ý về an toàn dịch tễ của đoàn làm việc, các phụ huynh được đề nghị không mua đồ ăn uống, bán hàng rong trước cổng trường để đảm bảo an toàn cho con em. Xử lý dứt điểm việc không được phép bán hàng rong trước cổng trường Nguyễn Hiền sẽ được ủy ban nhân dân địa phương thực hiện trong thời gian tới. Thông thường trẻ ngộ độc thức ăn sẽ xuất hiện với các dấu hiệu triệu chứng điển hình như trẻ nôn ói, muốn nôn ói, trẻ bị đau bụng dữ dội, có thể sốt ở giai đoạn muộn, trẻ tiêu chảy đi ngoài ra phân lỏng hoặc nước, bụng chướng, người mệt mỏi, thậm chí có bé rơi vào tình trạng hôn mê không tỉnh táo. Khi trẻ có những dấu hiệu này, nếu trẻ nôn ói, cha mẹ tuyệt đối không cho trẻ nôn khi nằm ngửa, vì điều này có thể khiến chất nôn sạc lên mũi, xuống phổi, gây nguy hiểm cho tính mạng. Trường hợp trẻ nôn gấp sạc lên mũi, cha mẹ nên dùng dụng cụ hút mũi để lấy chất nôn ra khỏi đường hô hấp của trẻ nhanh chóng. Sau khi nôn, trẻ nên súc miệng với nước lọc và nghỉ ngơi. Cho trẻ nằm nghỉ ngơi và theo dõi tình trạng mất nước, sau đó thực hiện phương pháp bổ nước, uống dung dịch Oresol với liều lượng thích hợp nhằm cân bằng nước và điện giải. Nếu trẻ sốt cao, hạ sốt cho trẻ bằng paracetamol với liều lượng 10 đến 15 mg trên 1 kg trên một lần, mỗi lần cách nhau từ 4 đến 6 giờ, giữ lại toàn bộ thức ăn, phân và chất nôn các loại thuốc đã dùng để hỗ trợ quá trình chẩn đoán và xét nghiệm.